Vâng, xin chào các bạn đã đến với kênh Kira IT với chuyên mục sản phẩm công nghệ. Vâng, và hôm nay mình xin giới thiệu cho một sản phẩm vô cùng rẻ đến từ hãng Xiaomi. Và có thể nói đây là vua của phân khúc giá rẻ tại Việt Nam và được phân phối chính hãng bởi Lazada chỉ với 1.790.000 đồng. Và đó còn rẻ hơn ở các thị trường khác. Đây là một sản phẩm giá rẻ nhưng chất lượng thì không hề rẻ. Các bạn có thể mua về tặng cho bố, mẹ hoặc phụ huynh có thể mua tặng cho các con em mình vào dịp Tết này. Hay các bạn học sinh, sinh viên đang cần một chiếc smartphone hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu thường ngày. Trên tay mình đây là một sản phẩm Redmi 5A của Xiaomi. Và bây giờ mình xin thực hiện một bài mở hộp và trên tay nhanh sản phẩm Xiaomi Redmi 5A. Sau của sản phẩm là một số thông tin về nhà sản xuất DigiWorld và địa chỉ của nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam và một số hướng dẫn cơ bản. Ở dưới có một số thông tin về máy, bao gồm màn hình 5 inch, độ bộ dạng HD, camera 3 chấm, hay nét theo pha và hỗ trợ bộ nhớ lên đến 128GB và trang bị bộ xử lý Snapdragon 425 4 nhân. Và đây là phiên bản màu vàng và có hỗ trợ bộ nhớ RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB. Và bây giờ chúng ta sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa, sẽ bắt đầu khui hộp ra nào. Chiếc máy của chúng ta đây rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt sang một bên để xem bên trong sẽ có những phụ kiện như thế nào. Chúng ta sẽ có một tấm hướng dẫn hoàn toàn bằng tiếng Anh, không hề có tiếng Trung hoặc tiếng Việt. Và rất may mắn là tiếng Anh sẽ giúp chúng ta dễ mày mò hơn các phiên bản khác. Và một cáp micro USB dùng để sạc cho chuyện dữ liệu và máy tính. Đây là cú sạc với đầu ra là 1000mAh. Sạc này có chân tròn và theo tiêu chuẩn của Việt Nam. Hộp thì có một khoảng trống để đựng tai nghe, nhưng thì không có gì bên trong cả. Thường các sản phẩm của Xiaomi luôn là như thế. Và cuối cùng đó chính là một sạc chọc SIM. Ở cạnh trên, chúng ta sẽ có một khe mic nữa để phụ trợ cho các bạn quay phim. Và kế bên sẽ là cổng hồng ngoại thần thoại để giúp các bạn hay điều khiển các thiết bị điện ở bên trong nhà. Và không thể thiếu như thế là sắc cấp tai nghe 3.5. Bên cạnh phải này, các bạn hãy bắt gặp cùng ở bên trái có một khay SIM và dây điện nhớ, nhưng đối với Xiaomi thì không có lựa chọn vì còn đi kèm thêm một khay SIM phụ nữa. Điều đặc biệt ở Xiaomi là khi khay SIM không cần phải tắt nguồn hoặc đóng lại gì cả. Quay ra mặt trước, chúng ta sẽ có màn hình 5 inch và rất cân
đó thì chơi biết trái và phải. Ở dưới là vị trí của ba phím điều hướng nguyên thuộc, đó chính là Đô, Mơ, Bắc. Phía trên có những cái dãy loa thoại, các bạn có một cảm biến tiện lợi, cảm biến ánh sáng và cả camera selfie 5 điểm sáng. Nếu từ khi mở hộp, máy được cài sẵn giao diện MIUI 9 nên các bạn không cần phải nâng cấp lên nữa, chỉ cần búa về và sử dụng thôi. Đo ngoài và ở đây có một mẫu nhỏ nhô lên để hỗ trợ cho các bạn khi đặt điện thoại trên mặt bàn hoặc là mặt phẳng trong lúc chơi nhạc hoặc xem phim, để chúng ta có thể tránh được việc bị trẻ ngắm. Máy đã được nâng cấp lên Android 7.0. Và mình thừa nhận được một điều là không có máy rẻ nào dưới 3 triệu các bạn có thể tìm được chip xử lý của Qualcomm cả. Mình tin là người dùng khi mua máy luôn suy nghĩ rằng sản phẩm dưới 2 triệu thì sẽ có những công nghệ thấp chỉ sử dụng để chống cháy tạm thời, chứ không thể có công nghệ như thế này. Hiệu năng của Redmi Nama đem lại vượt xa mong đợi của mình. Nói như chiếc kết nối mượt mà các tựa game Be Cry, Corina, Piano, Candy Rush, Fujita, The Mist, Tsunami. Pin của máy có dung lượng là 3000 mAh, cũng là một điểm sáng trên Redmi Nama. Máy dự sẽ đánh mất khoảng 2 ngày nếu như sử dụng vừa phải, và nếu như sử dụng với cường độ cao thì khoảng 1 ngày nó sẽ sạc lần. Hãy theo dõi tin tức trên kênh Hero IT, sẽ cung cấp nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Mình sẽ có một bài đánh giá hiệu năng ở video sau. Còn bây giờ chúng ta hãy thử với âm thanh mà Xiaomi Redmi 5A đem lại cho chúng ta những gì nhé. The summer of love.